Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023. Loan Lộc kính chúc quý vị cuối tuần thật là nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. FDA chấp thuận vaccine ngăn người nhiễm trùng do virus hợp bào hô hấp RSV của Pfizer cho phụ nữ mang thai cảnh sát Fulton Valley của California cứu đàn chó con kẹt trong xe giữa trời nóng. Là một vụ băng nhóm trộm cắp nhắm vào Sherman Oaks, Macy được video ghi lại. California bắt giữ một người đàn ông gốc Việt tịch thu nhiều loại thuốc gây mê để thực hiện hành vi lạm dụng. Một người đàn ông đặt các tảng đá lớn ra giữa đường vào ban đêm để gây tai nạn ở Massachusetts đã bị bắt. Maui công bố tên của 388 người vẫn mất tích sau vụ cháy rừng ở Lahaina. Khởi tố 3.000 bị can, tịch thu 1 tỷ 400 triệu đô la tiền chiếm đoạt từ quỹ cứu trợ COVID-19. Lốc xoáy ở Michigan làm đổ cây cối, đứt đường dây điện, 5 người thiệt mạng. Hàng trăm cư dân New York phẫn nộ về nơi cư trú mới cho người di dân đặt gần các trường học. Cuộc đàn áp thiết bị gia dụng mới nhất của chính phủ đó là quạt trần. Thượng nghị sĩ John Steele của đảng Cộng hòa Georgia khai với tòa rằng làm cử tri giả vì nghe lời cựu tổng thống Donald Trump và tưởng là hợp pháp. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện điều tra biện lý Georgia Fannie Willis. Lợi tức tăng nhưng hãng T-Mobile vẫn sa thải 5.000 nhân viên vì đã có trí tuệ nhân tạo. Hãng Uber nâng mức tuổi tối thiểu của tài xế California lên 25 vì chi phí bảo hiểm quá cao cảnh sát của Mỹ và Đức điều tra ba vụ đầu độc đối với ba người phụ nữ Nga lưu vong, hai ký giả và một nhà hoạt động nhân quyền. Nga đáp trả lời bình luận của Tổng thống Joe Biden vụ phi cơ chở Trump Wagner bị rớt. Cảnh sát Anh điều tra 88 cái chết liên quan đến một người đàn ông Canada bán ma túy cho những người có nguy cơ tự tử. Một tiếp viên hàng không trên phi cơ riêng của Brigozin điện thoại về người thân rằng thấy lạ khi phi cơ đang được sửa chữa. Nga đã tìm thấy hộp đen của phi cơ chở trùm Wagner. Tin Việt Nam, cô gái 21 tuổi tố cáo bác sĩ xâm hại, tôi như trầm cảm suốt nhiều tháng qua. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, FDA chấp thuận vaccine ngăn ngừa nhiễm trùng do virus hợp bào hô hấp RSV của Pfizer cho phụ nữ mang thai. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã chấp thuận vaccine đầu tiên cho phụ nữ mang thai nhằm ngăn người nhiễm trùng do virus hợp bào hô hấp RSV ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Vaccine Abrisable của Pfizer là vaccine liều duy nhất đầu tiên trích vào cơ được chấp thuận sử dụng cho phụ nữ trong thai kỳ từ 32 đến 36 tuần. Theo FDA, phụ nữ mang thai có được miễn dịch từ vaccine sẽ truyền miễn dịch đó cho thai nhi trước khi sinh, giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh đường hô hấp và nặng do virus RSV gây ra trong ít nhất là 6 tháng tuổi. Việc chấp thuận diễn ra sau cuộc bỏ phiếu đồng ý vào tháng 5 của 14 thành viên trong Ủy ban Tư vấn Vaccine và Sản phẩm sinh học của FDA liên quan đến việc kêu gọi loại thuốc này cho phụ nữ mang thai để bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vaccine Abrivol cũng được chấp thuận ở những người 60 tuổi trở lên nhằm ngăn chặn virus RSV vào tháng 7. RSV là virus đường hô hấp phổ biến, thường gây bệnh nhẹ và các triệu chứng như chảy mũi, chán ăn, ho, thở khò khè và sốt ở người lớn khỏe mạnh. Theo CDC, thông thường thì bệnh nhân sẽ hồi phục sau vài tuần. Tuy nhiên, virus này đặc biệt phổ biến ở trẻ em, hầu hết trẻ nhiễm virus RSV khi được 2 tuổi. Mặc dù tương tự như người lớn, virus RSV thường gây ra những triệu chứng giống cảm lạnh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng cũng có thể dẫn đến bệnh LRTD nặng như viêm phổi và viêm tiểu phế quản là sưng các đường dẫn khí nhỏ ở phổi. Theo CDC, mỗi năm virus RSV dẫn đến 2 triệu 100 ngàn lượt khám ngoại trú và từ 100 cho tới 300 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi tại Hoa Kỳ. Theo thông báo chấp thuận mới nhất, FDA cho biết các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Aprisvo cho thấy thuốc này giảm 81,8% nguy cơ bị LRTD nặng trong 90 ngày sau khi sinh và 69,4% trong 180 ngày sau khi sinh. Nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 3.500 phụ nữ mang thai. Cảnh sát Fountain Valley của California cứu đàn chó con kẹt trong xe giữa trời nóng. Cảnh sát Fountain Valley thông báo một đàn chó con đang tìm người nhận nuôi sau khi được cứu khỏi xe đậu trong trời nóng vào hồi đầu tháng 8. Theo The Can Chronicles, cảnh sát của Fountain Valley đã cứu 14 chú chó trong xe van đậu ở trời nóng, nhiệt độ lúc đó lên tới 110 độ F. Những cảnh sát phát hiện một con chó đưa đầu ra cửa sổ của xe và những con chó còn lại bị nhốt trong lòng. Nhiều con chó chỉ mới có 6 tuần tuổi, rất dơ bẩn và bị cháy cả lòng còn bị phỏng vài chỗ. Hai cảnh sát kể họ chờ khoảng 40 phút để đợi người tài xế của xe quay lại. Một người phụ nữ 67 tuổi cho biết bà chỉ để đàn chó trong xe một chút để đi mua kem. Sau đó bà bị bắt vì tội tiểu hình là tàn nhẫn với thú vật. Giám sát viên Katrina Foley của Orange County cho hay đàn chó trong xe đã bị ngạt thở và phải tìm cách đưa đầu ra ngoài cửa sổ để hít thở. Người phụ nữ 67 tuổi kia tìm cách lấy lại đàn chó, nhưng quận hạt không cho phép. Orange County đã diệt cháy rừng trên người của đàn chó và chăm sóc nhiều bộ phận khác của chó. Một bác sĩ thú y đã kể rằng một con chó đang hồi phục những chỗ da và lông từng bị bệnh. Sau khi được chăm sóc, 12 con chó có thể ra khỏi trại thú vật và đã có 10 con chó con cùng với mẹ được nhận nuôi là một vụ băng nhóm trộm cắp nhắm vào Sherman Oaks, Macy được video ghi lại. Một đám đông đã nhào vào cửa tiệm Macy ở Sherman Oaks vào chiều ngày thứ năm trong một vụ cướp được ghi lại trên video. Vụ việc xảy ra tại Westfield Fashion Square, chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ cướp có tổ chức. Nhiều vụ trong số đó đã được những người ngoài cuộc ghi lại và gây khó khăn cho các nhà bán lẻ ở miền Nam California. Vụ trộm cướp vào ngày thứ Năm xảy ra khoảng 12 giờ rưỡi trưa liên quan đến 9 người đàn ông đeo mặt nạ và đã chất đầy hàng hóa vào túi trước khi chạy ra khỏi cửa tiệm ở số 14.000 Riverside Drive. Tất cả nghi phạm được mô tả là độ tuổi khoảng đầu 20, mặc áo có mũ trùm đầu và quần áo tối màu. Bốn chúng đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên hai chiếc xe hơi, một chiếc Honda màu bạc hoặc là màu vàng và một chiếc Ford Prussian màu đen. Vụ cướp này xảy ra một tuần sau khi một đội đặc nhiệm được thành lập để giải quyết tội phạm bán lẻ trong khu vực. Lực lượng đặc nhiệm bao gồm nhiều tổ chức thực thi pháp luật của miền Nam California, bao gồm Sở Cảnh sát Los Angeles và Sở Cảnh sát trưởng quận LA, cũng như lực lượng đặc nhiệm bắt giữ thống chế Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm bắt giữ Cục Điều tra Liên bang. LIPD cho biết trong số các vụ việc gần đây về tội phạm bán lẻ có tổ chức được cảnh sát trích dẫn, hơn 30 người đeo mặt nạ đã đánh cắp hàng hóa trị giá hơn 300.000 đô la từ Nordstrom ở Canoga Park vào ngày 12 tháng 8 trong một vụ trộm cướp kiểu chớp nhoáng, Cảnh sát cho biết là một nghi phạm đã xịt thuốc hơi cay vào mặt và cơ thể của một nhân viên bảo vệ. Thị trưởng Karen Bates cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng những gì chúng ta chứng kiến trong tuần qua ở thành phố Los Angeles và các vùng lân cận là không thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, để thông báo hành động, đây không phải là những tội ác không có nạn nhân, đặc biệt là trong trường hợp người dân bị tấn công bằng vũ lực hoặc sợ hãi khi họ làm công việc của mình hoặc chạy những công việc ở xung quanh. Theo phó cảnh sát trưởng Chris Pitcher, trưởng nhóm thám tử của LAPD, lực lượng đặc nhiệm có 22 điều tra viên toàn thời gian chuyên trách tội phạm bán lẻ có tổ chức. California bắt giữ một người đàn ông gốc Việt, tịch thu nhiều loại thuốc gây mê để thực hiện hành vi lạm dụng vào đầu tháng này cảnh sát đã vào một tiệm làm móng tay và bắt được khoảng 7,7 pound là khoảng 3 kg rưỡi, GPL, GBX. Đây là thuốc gây mê đã được thu hồi và một nghi phạm đã bị bắt giữ. Cảnh sát quận Marin đã bắt Long Kim Trần 40 tuổi ở San Francisco, Trần bị bắt vào ngày 15 tháng 8 khi nhận giao một gói hàng chứa ma túy trái phép, nó được gửi đến tiệm làm móng. Đầu tiên, gói hàng khả nghi đã được quan thuế Hoa Kỳ tịch thu và chuyển cho phòng điều tra an ninh nội địa liên bang. Sau đó, bưu điện Hoa Kỳ cuối cùng đã chuyển nó đến một tiệm làm móng, nơi các thám tử bắt giữ Trần. Người đàn ông này bị bắt ngay sau khi nhận lô ma túy này. Khám xét nhà của Trần ở San Francisco, cảnh sát đã tịch thu nhiều loại thuốc gây mê để hiếp dâm, được gọi là J. Raptur. Tổng cộng có hơn 3.500 liều thuốc đã bị bắt giữ từ Trần. Trần đang bị giam tại nhà tù của quận Marin một người đàn ông đặt các tảng đá lớn ra giữa đường vào ban đêm để gây tai nạn ở massachusetts đã bị bắt Cảnh sát ở Kingston, Massachusetts cho biết họ đã bắt giữ Cameron Currier, 31 tuổi, người đã đặt những tảng đá lớn ra giữa đường vào ban đêm nhằm gây ra các vụ tai nạn. Cảnh sát truy tố Currier về tội danh gây tai nạn xe. Cảnh sát cho biết trong ít nhất 6 tháng qua, Currier đã ra ngoài vào ban đêm trên chiếc xe bán tải của mình, thường là vào những đêm mưa, và đặt một tảng đá nặng khoảng 20 pound là 9 kg ở giữa đường Route 27. Sau đó anh ta trở về nhà, đủ gần để có thể nghe thấy tiếng đụng xe vào tảng đá sau đó. Có ít nhất là 11 chiếc xe hơi đã đụng vào tảng đá này kể từ tháng 2 năm 2023, một số trong đó đã bị hư hại nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, người lái xe cũng đã bị thương. Carrier đã bị bắt sau khi một thám tử Ngụy Trang núp vào trong rừng vào tối ngày thứ hai và thấy một chiếc xe bán tải màu trắng dừng bên đường vào khoảng nửa đêm. Thám tử nghe tiếng cốp sau xe mở, sau đó đã tìm thấy một tảng đá lớn trên đường sau khi chiếc xe tải nhỏ này lao đi. Cảnh sát đã kịp thời bắt Kerry ngay sau khi anh ta vừa về đến nhà. Maui công bố tên của 388 người vẫn mất tích sau vụ cháy rừng ở Lahaina. Maui đã công bố tên 388 người mất tích vào ngày thứ Năm, hơn hai tuần sau trận cháy rừng kinh hoàng nhất ở Mỹ trong hơn một thế kỷ qua, và các quan chức đã hỏi có ai biết những người trong danh sách này được an toàn. Xin hãy liên lạc với chính quyền của thành phố. FBI đã đưa danh sách những cái tên, số những người xác nhận đã chết sau vụ hỏa hoạn ở Maui, phá hủy cộng đồng lịch sử ven biển là hai na là 115 người. Một con số mà quận cho biết có thể sẽ tăng lên. Cảnh sát trưởng John Palladier cho biết trong một tuyên bố, Chúng tôi cũng biết rằng một khi những cái tên đó bị lộ ra, nó có thể và sẽ gây đau đớn cho những người có người thân trong danh sách. Đây không phải là điều dễ dàng thực hiện, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cuộc điều tra này hoàn tất và kỹ lưỡng nhất có thể. Các quan chức cho biết, những cái tên trong danh sách được coi là hợp lệ nếu các quan chức có họ và tên của một người cũng như tin tức liên lạc đã được xác minh của người báo cáo họ mất tích. Các quan chức cho biết thêm, 1.732 người được báo cáo mất tích đã được tìm thấy an toàn vào chiều thứ Năm. Vào ngày thứ Tư, các quan chức cho biết 1.000 đến 1.100 cái tên vẫn còn trong danh sách tìm kiếm. Các quan chức Hawaii bày tỏ lo ngại rằng bằng cách công bố danh tánh những người mất tích, họ cũng sẽ xác định được một số người đã chết. Paladia cho biết vào hôm thứ Ba rằng nhóm của ông gặp khó khăn trong việc biên soạn một danh sách rõ ràng. Trong một số trường hợp, mọi người chỉ cung cấp một phần tên và trong các trường hợp khác, tên có thể bị trùng lập. Quận Maui đã kiện công ty điện lực Hawaiian vào ngày thứ Năm, nói rằng công ty này đã sơ suất không cắt điện mặc dù gió rất lớn và điều kiện khô ráo. Lời kể từ video của nhân chứng chỉ ra rằng tia lửa từ đường dây điện đã gây quả hoạn khi các cục điện bị gãy trong gió do một cơn bão đi qua. Hawaii Electric cho biết rằng rất thất vọng khi quận Maui chọn con đường kiện tụng này trong khi cuộc điều tra vẫn còn đang diễn ra. Trong danh sách 388 người thì Hồng Loan xem thấy có tên một người Việt Nam thưa quý vị. Quý vị cũng có thể xem danh sách này qua ABC7, họ có đăng đầy đủ danh sách của 388 người. Khởi tố 3.000 bị can, tịch thu 1 tỷ 400 triệu đô la tiền chiếm đoạt từ quỹ cứu trợ COVID-19. Trong cuộc điều tra mới nhất nhằm chống tội phạm gian lận liên quan đến các chương trình giúp đỡ trong dịch Covid-19, các nhà chức trách liên bang đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với 371 bị cáo có liên quan, tổng cộng 119 bị can đã nhận tội hoặc bị kết án tại tòa trong lần ra quân này. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết Kết quả của chiến dịch mới nhất này cho thấy dù đại dịch Covid-19 đã kết thúc, nhưng việc xác định và truy tố những người đã ăn cắp quỹ cứu trợ vẫn chưa dừng lại. Kể từ tháng 5 năm 2021, Bộ Tư pháp đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết các vi phạm gian lận trong đại dịch. Vào năm 2022, công tố viên liên bang Kevin Chambers được chỉ định đứng đầu các cuộc điều tra về hành vi gian lận trong các chương trình giúp đỡ của mùa dịch. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Lao động Mỹ cho biết đã có khoảng 45,6 tỷ đô la của chương trình bảo hiểm thất nghiệp trong thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát đã bị gian lận. Để làm được điều này, các bị can đã sử dụng hàng trăm ngàn mã số an sinh xã hội của người đã mất hoặc những người không đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ. Cũng trong thời gian này, hàng chục người cũng đã bị cáo buộc đánh cắp 250 triệu đô la từ một chương trình giúp đỡ lương thực cho trẻ em trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Vào cuối tháng 6 vừa qua, một tổ chức giám sát liên bang tiết lộ hơn 200 tỷ đô la thuộc các chương trình ứng phó tác động của đại dịch COVID-19 của chính phủ có thể đã bị chiếm đoạt. Tổ chức quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA bị cho là không kiểm soát tốt việc thu chi dẫn đến tình trạng đáng báo động này. Giới chức Mỹ đã chi khoảng 5.000 tỷ đô la cho các gói cứu trợ cho các gia đình, doanh nghiệp nhỏ, trường học, những người dễ bị tổn thương nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ phục hồi sau đại dịch. Số tiền này được dùng để trả cho chiến dịch chích ngừa toàn quốc gia, cứu trợ người lao động thất nghiệp, giúp đỡ trả lương cho nhân viên khi phải đóng cửa. Tuy nhiên, những hành vi gian lận đã khiến cho các gói cứu trợ bị thất thoát hàng tỷ đô la. Việc thu hồi tiền chiếm đoạt từ quỹ giúp đỡ đại dịch COVID-19 đang khiến cho giới chức chính phủ đau đầu và vẫn còn đang điều tra tiếp tục. Lốc xoáy ở Michigan làm đổ cây cối, đứt đường dây điện, 5 người thiệt mạng. Ít nhất một cơn lốc xoáy ập xuống Michigan do một phần của cơn bão nghiêm trọng có sức gió lên tới 75 dặm một giờ là 120 cây số một giờ, làm đổ ngã cây, tóc mái các tòa nhà và đã làm 5 người thiệt mạng, trong khi khiến cho hàng trăm ngàn người không có điện để sử dụng, các quan chức cho biết. Cục Thời tiết Quốc gia ngày thứ Sáu xác nhận rằng một cơn lốc xoáy EF1 với sức gió 90 dặm một giờ là 145 cây số một giờ đã đi từ quận Ingham đến rìa phía tây của quận Livingston liền kề vào tối ngày thứ Năm. Tin tức cho thấy rằng sau khi đi vào quận Livingston khoảng một dặm hoặc hơn trước khi suy yếu và cơn lốc xoáy bốc lên. Dave Gurney, nhà khí tượng học thuộc Văn phòng Dịch vụ Thời tiết ở White Lake của quận Auckland cho biết. Ở phía tây Michigan, văn phòng cảnh sát trưởng của quận hạt cho biết là một người phụ nữ 21 tuổi và hai bé gái 1 và 3 tuổi đã thiệt mạng vào tối ngày thứ Năm sau khi hai chiếc xe đã đụng trực diện khi trời đang mưa bão. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, một người thanh niên 22 tuổi đang lái chiếc xe chở người phụ nữ và hai cô gái đã bị thương nặng trong vụ đụng xe này, xảy ra khi xe của anh ta đụng vào một chiếc xe SUV. Tại Lansing, thủ phủ của tiểu bang, một người đã thiệt mạng vào tối ngày thứ Năm sau khi cây đổ đè lên ngôi nhà. Người phát ngôn của sở cảnh sát Lansing, Jordan Gokis, nói với Lansing Stage Journal rằng lính cứu quả đã đưa một người ra khỏi ngôi nhà, nhưng người đó được xác định đã thiệt mạng tại bệnh viện. Hàng trăm cư dân New York phẫn nộ về nơi cư trú mới cho người di dân đặt gần các trường học. Người dân của New York đã phản đối rằng không thể nào do một kế hoạch của New York City nhằm biến một trường học cũ thành nơi trú ẩn cho những người di cư bất hợp pháp khi thành phố tiếp tục phải đối mặt với tình trạng tràn ngập người xin tị nạn với nguồn lực rất hạn chế. Những bậc phụ huynh đã xuống đường bên ngoài học viện Central Villa của Staten Island để biểu tình phản đối hành động này với lý do lo ngại về an toàn công cộng vì cuối cùng nó sẽ đặt địa điểm này gần nhiều trường học trong khu vực. Thượng nghị sĩ Jessica Scarsella Spenton kêu gọi thành phố hãy đảo ngược quyết định trước khi người di cư đến trong một buổi gặp gỡ ở Fox and Friends vào ngày thứ Sáu. Đối với tôi, đây là một bước thuộc lùi nữa trong việc mang đến cho cộng đồng này một trung tâm giáo dục mà họ thật sự xứng đáng có được. Quan trọng nhất là nó nằm trong một khu vực dân cư rất yên tĩnh mà người dân không muốn điều này xuất hiện ở nơi đây. Đây không phải là thứ dễ dàng biến mất và tôi thật sự kêu gọi chính quyền hãy tận dụng những mối liên quan mà họ có với các quan chức được bầu, những người hiểu rõ về cộng đồng của họ và đây chắc chắn không phải là địa điểm thích hợp cho nơi trú ẩn của những người di cư. Scarsella cho biết hàng trăm người biểu tình vẫn xếp hàng trên đường phố từ đầu giờ sáng ngày thứ Sáu. Một biểu ngữ lớn trên địa điểm biểu tình có nội dung là hãy dừng lại. Thành phố đã mua lại học viện sau khi đóng cửa vào năm 2018 và bất chấp những lời hứa sẽ biến nơi này trở thành trường học một lần nữa. Các quan chức vẫn có kế hoạch chuyển 300 người di cư vào đây trong những ngày tới, trang web của WABC đưa tin. Báo cáo cũng đã cho thấy ba người bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình ngay sau nửa đêm. Văn phòng thị trưởng Eric Adams đã đưa ra một tuyên bố xung quanh phản ứng dữ dội của cộng đồng rằng chúng tôi đã đặt học viện St. John Villa bỏ trống để làm một trong những địa điểm nghỉ ngơi dành cho phụ nữ độc thân và các gia đình trưởng thành. Scarcella nhắc lại rằng ngôi trường cũ không phải là nơi lý tưởng để làm nơi trú ẩn cho những người di cư bất hợp pháp, cô kêu gọi thành phố xem xét lại quyết định gia tăng suy nghĩ rằng đây là một vị trí rất xấu đây không phải là một nơi tốt cho địa điểm này và vẫn chưa quá muộn họ vẫn chưa đưa những người di cư đến vẫn chưa quá muộn để thành phố đảo ngược quyết định này nếu họ có thể nhìn thấy những gì chúng ta đang thấy trên thực tế tôi biết rằng họ sẽ hiểu rằng đây là một địa điểm tồi tệ cho những người di cư nó nằm giữa một cộng đồng dân cư và họ sẽ tiếp tục ra đường phản đối và không ai muốn điều đó. Ông Adams trước đó đã thúc giục chính quyền Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp về làn sóng di cư gia tăng trong một cuộc phỏng vấn gần đây của CBS. CBS mở đầu cuộc trò chuyện với Adams bằng cách lưu ý rằng văn phòng thị trưởng đã thấy được việc cung cấp nơi ở và chăm sóc cho hơn 100.000 người xin tị nạn kể từ mùa xuân năm ngoái. Đoạn này cũng đề cập đến một trung tâm mới ở Randall's Island, New York, nơi cung cấp nhà ở, thực phẩm và các tiện nghi khác cho tới 3.000 người. Cuộc đàn áp thiết bị gia dụng mới nhất của chính phủ đó là quạt trần tin tức chi tiết về đề nghị của bộ năng lượng nhằm làm cho quạt trần tiết kiệm năng lượng hơn ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp quạt trần hiện là mục tiêu mới nhất trong chương trình nghị sự xanh của chính quyền tổng thống joe biden gây ra sự phản đối từ các đảng viên đảng cộng hòa và các nhà sản xuất bộ năng lượng đang đề nghị một quy định yêu cầu quạt trần phải tiết kiệm năng lượng hơn cho rằng hành động này sẽ giúp cho các gia đình mỹ tiết kiệm chi phí năng lượng theo phân tích của bộ năng lượng các quy định mới sẽ tiết kiệm cho các gia đình khoảng 39 đô la trong suốt vòng đời của cây quạt tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, chi phí đối với các nhà sản xuất liên quan đến việc tăng thêm thiết bị sẽ lên đến 86,6 triệu đô la mỗi năm, Bộ cho biết. Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Hạ viện về doanh nghiệp nhỏ cho biết nếu quy định này có hiệu lực, nó có thể khiến cho các nhà sản xuất nhỏ ngừng hoạt động do chi phí mà những công ty phải chịu để tuân thủ những sự thay đổi này. Quy tắc này sẽ yêu cầu các nhà sản xuất quạt trần dành cho doanh nghiệp nhỏ phải thiết kế lại sản phẩm của họ và có thể khiến từ 10 đến 30% các nhà sản xuất quạt trần dành cho doanh nghiệp nhỏ phải phá sản. Các thành viên của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban viết thư cho Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm vào hôm thứ năm, có vẻ như Bộ Năng lượng DOE có thể đã không xem xét đúng đắn khi đưa ra quy định này. Bộ Năng lượng đã sẵn sàng áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các thiết bị gia dụng trong nhiều tháng qua đề nghị các tiêu chuẩn mới cho bếp gas, lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy rửa chén và các thiết bị cần thiết khác như một phần trong sứ mệnh nâng cao hiệu quả và bảo tồn năng lượng. Thượng nghị sĩ John Steele của đảng Cộng hòa Georgia khai với tòa rằng làm cử tri giả vì nghe lời cựu Tổng thống Donald Trump và tưởng là hợp pháp. Báo Politico đưa tin Sean Steele, một đảng viên của đảng Cộng hòa ở Georgia đã bị truy tố cùng với cựu tổng thống Donald Trump trong vụ thách thức kết quả cuộc bầu cử 2020, nói rằng ông ta đã ký các giấy tờ giả mạo tự xưng là đại cử tri hợp pháp, theo lời của cựu tổng thống Donald Trump. Luật sư Thomas Beaver của Steele cho biết vào ngày thứ Năm, ông Steele với tư cách là đại cử tri tổng thống cũng hành động theo lời của các luật sư của tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ để họp và bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Steele nằm trong ba số đại cử tri bị truy tố trong bản cáo trạng. Cựu chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia David Schaffer và Kathleen Latham là những người khác. Báo cáo cho biết cả Steele và Schaffer đều đang tìm cách chuyển cáo buộc của họ lên tòa liên bang thay vì xét xử ở tòa tiểu bang Georgia. Bản tin chỉ ra rằng Steele và Schaffer đang đổ tội cho cựu tổng thống Donald Trump trình bày về các lập luận pháp lý cho thấy những rạn nứt có thể xuất hiện. Cả hai người đàn ông đều đặt các quyết định của mình chủ yếu theo lời của cựu tổng thống và các luật sư của ông. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện điều tra biện lý Georgia Fannie Willis. Ủy ban tư pháp của Hạ viện vào ngày thứ Năm tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra về hành động của biện lý quận Fulton, Georgia, Fanny Willis liên quan đến bản cáo trạng của văn phòng biện lý chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Bản cáo trạng và truy tố của bà liên quan tới nhiều lợi ích liên bang và các tình huống xung quanh hành động của bà, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về việc liệu chúng có động cơ chính trị hay không. Theo Chủ tịch Ủy ban Jim Jordan, một đảng viên đảng Cộng hòa, cho biết trong một bức thư gửi cho biện lý. Jordan viết rằng không có gì ngạc nhiên khi nhiều người suy si đoán rằng bản cáo trạng và truy tố này được dựng lên để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi Willis tiết lộ bản cáo trạng với các chiến dịch tranh cử tổng thống trong đảng Cộng Hòa đang sôi nổi diễn ra và cho rằng bà đã đề nghị ngày 4 tháng 3 năm 2024, một ngày trước siêu thứ ba và 8 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Georgia là ngày bắt đầu phiên tòa lợi tức tăng nhưng hãng T-Mobile vẫn sa thải 5.000 nhân viên vì đã có trí tuệ nhân tạo. T-Mobile cho biết vào ngày thứ Năm họ sẽ cắt giảm 5.000 nhân viên tương đương khoảng 7% lực lượng lao động của hãng, việc sa thải diễn ra trong năm tuần tới và ảnh hưởng đến nhân viên của T-Mobile trên toàn quốc gia, đặc biệt là những người làm việc trong vai trò công ty và văn phòng giúp đỡ cũng như một số vị trí về kỹ thuật, các nhóm bán lẻ và dịch vụ khách hàng sẽ không nằm trong danh sách cắt giảm. T-Mobile ước tính họ sẽ phải chịu khoản phí trước thuế là 450 triệu đô la trong quý 3 liên quan đến việc cắt giảm việc làm các nhân viên bị sa thải sẽ nhận được khoản chi nghỉ việc dựa trên thời gian làm việc. Thời gian nghỉ chuyển tiếp tối thiểu là 60 ngày, các dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp và nhiều phúc lợi khác. Việc sa thải tại T-Mobile diễn ra sau đợt cắt giảm việc làm hàng loạt trong năm qua tại một số công ty bao gồm Google, Meta, Amazon và Microsoft. Công ty T-Mobile nói sẽ tập trung hiệu quả vào một loạt chiến lược chiến thắng hữu hạn, sau đó lưu ý rằng công ty cần di chuyển với tốc độ công nghệ bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công cụ khác để giữ tính cạnh tranh. Vào tháng trước, thì T-Mobile đã báo cáo lợi nhuận quý II là 2 là 2,22 tỷ đô la, tăng so với khoản lỗ là 108 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2022, và công bố tổng doanh thu dịch vụ là 15,74 tỷ đô la. Uber nâng mức tuổi tối thiểu của tài xế California lên 25 vì chi phí bảo hiểm quá cao. Uber đã nâng mức tuổi tối thiểu cần thiết của các tài xế làm việc cho họ tại California lên 25 tuổi vào ngày thứ năm 24 tháng 8, một điều kiện cần thiết bởi vì giá bảo hiểm dành cho các loại xe thương mại của tiểu bang California đang tăng cao. Luật mới này chỉ áp dụng cho các tài xế chuyên chở những hành khách đón xe đi từ nhà và dọc đường, chứ không phải cho những tài xế giao thực phẩm thuộc dịch vụ Uber Eats. Trước đây thì những tài xế từ 19 tuổi trở lên đều được tuyển dụng. Tuy nhiên, những tài xế nào dưới 25 tuổi mà đã mở trương mục để được Uber trả lương trước ngày thứ tư 22 tháng 8 thì vẫn được cho tiếp tục làm việc cho Uber. Giá bảo hiểm cho các tài xế Uber tại California đã tăng cao đáng kể so với giá dành cho những người lái xe tư nhân hoặc tài xế taxi chuyên ngành. Đó là theo lời thông cáo của công ty theo sự thay đổi này. Tất cả 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ đều đòi hỏi phải có bảo hiểm thương mại cho các tài xế kiếm tiền qua dịch vụ chở hành khách đón xe từ nhà hoặc dọc đường. Công ty Uber cũng phải mua bảo hiểm thương mại cho các tài xế xe chở khách của họ. Lyft là hãng đối thủ cạnh tranh với Uber đã áp dụng mức tuổi tối thiểu là 25 cho các tài xế của họ từ lâu. Số khách sử dụng dịch vụ của Uber hiện nay đã nhiều hơn hồi năm 2019, làm gia tăng hy vọng rằng cuối cùng rồi các dịch vụ chuyên chở khách và giao hàng của công ty cũng đem lại lợi tức điều đặn. Cảnh sát của Mỹ và Đức điều tra ba vụ đầu độc đối với ba người phụ nữ Nga lưu vong, hai ký giả và một nhà hoạt động nhân quyền hai ký giả của nga và một nhà hoạt động nhân quyền những người từng chỉ trích cuộc chiến ở ukraine và vladimir putin hiện đang sống ở ngoại quốc theo The Wall Street Journal, ba người phụ nữ lưu vong mô tả rằng họ đột ngột đổ bệnh với các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu và đau bụng. FBI vào tháng trước đã phỏng vấn Natalia Arnold, là nhà hoạt động và là người sáng lập tổ chức nước Nga tự do, hiện đang sống ở Virginia, sau khi cô bệnh vào hồi tháng 5 năm 2023. Các công tố viên ở Berlin đã mở cuộc điều tra riêng về âm mưu giết người sau khi họ nhận được đơn khiếu nại từ ký giả Elena Kostyuchenko, người nói rằng cô đột ngột bị ngã bệnh khi đang đi tàu ở Đức vào năm ngoái. Kostyuchenko làm việc cho báo Novaya Gazeta cho đến khi công ty này đóng cửa vào năm ngoái và hiện cho biết cô chỉ có thể làm việc vài tiếng mỗi lần do mệt mỏi. Ký giả đã phát thanh Irina Baboyan cũng đã bất ngờ bị bệnh ở Tbilisi, Georgia hồi năm ngoái và chuyển sang Đức điều trị các công tố viên cho biết họ đã nói chuyện với cô nhưng quyết định kết thúc cuộc điều tra sau khi phát hiện ra cô không bị đầu độc ở đức nga đáp trả lời bình luận của tổng thống joe biden vụ phi cơ chở trump wagner bị rớt những lời bình luận của các quan chức Mỹ bao gồm Tổng thống Joe Biden về vụ phi cơ chở trần Wagner dập Jenny Prigozhin rớt ở tỉnh Tver, miền Tây Bắc của Moscow, khiến Nga đáp trả lời bình luận của Tổng thống Mỹ và các quan chức Mỹ cho rằng phía Mỹ coi thường giao thức ngoại giao. Theo hãng thông tấn TASS vào ngày 25 tháng 8, ông Ryakov cho rằng những suy đoán của các quan chức Mỹ về những gì đang xảy ra ở Nga phản ánh sự xem thường của Mỹ với các giao thức ngoại giao theo suy nghĩ của tôi tổng thống mỹ không có thẩm quyền để suy đoán về những tình huống trong một số sự việc bi thảm nhất định rằng bản chất chúng thế này hay thế kia ông ryakov đã cho biết cùng ngày thì người phát ngôn điện kremlin ông Dmitry peskov nói rằng việc các quan chức ngoại quốc bóng gió về việc điện kremlin đứng sau cái chết của ông prigozhin là dối hoàn toàn ông peskov khẳng định sự thật sẽ sớm được làm sáng tỏ trong quá trình điều tra Ông Peskov nói thêm rằng tất cả các xét nghiệm cần thiết, bao gồm xét nghiệm DNA, sẽ được thực hiện trên các thi thể được tìm thấy từ hiện trường vụ tai nạn, và kết quả sẽ được chia sẻ công khai khi hoàn thành điều tra. Trước đó ngày 24 tháng 8, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông không ngạc nhiên khi ông Rigozin bị nhắm làm mục tiêu, theo đài của CNN. Tổng thống Joe Biden nói ông không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ngạc nhiên khi hay tin về vụ tai nạn này. Cảnh sát Anh điều tra 88 cái chết liên quan đến một người đàn ông Canada bán ma túy cho những người có nguy cơ tự tử. Ngày 25 tháng 8, cục thực thi pháp luật Anh cho biết đang điều tra về 88 cái chết có liên quan đến một người đàn ông Canada bị cáo buộc bán trái phép chất kích thích trực tuyến cho những người có nguy cơ tự tử. Theo Cục Tội phạm Quốc gia NCA, cảnh sát đang cố gắng truy tìm hành khách của Kenneth Law, một cư dân Ontario, người đã bị bắt vào hồi tháng 5 vì bị nghi ngờ đã chỉ dẫn hoặc giúp đỡ tự tử cho hàng loạt khách hàng qua mạng của mình. Theo cảnh sát Canada, Kenneth Law đã bán và tiếp thị chất gây chết người, natri nitric, cho những người đang đau khổ qua Internet dưới tên một số doanh nghiệp. Có tới 232 người ở Anh đã được cho là mua hàng từ Kenneth Law. Tuy nhiên, NCA nhấn mạnh rằng cho tới nay, họ vẫn chưa xác nhận có mối liên quan trực tiếp giữa sản phẩm của anh ta với 88 trường hợp tử vong mà cuộc này đang điều tra. Phó Giám đốc NCA Craig Turner cho biết, sự cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi là dành cho những người thân yêu của những người đã bị thiệt mạng. Họ đang được giúp đỡ bởi các sĩ quan được huấn luyện đặc biệt từ lực lượng cảnh sát. Cảnh sát Canada đã bắt giữ và buộc tội Kenneth Law vào tháng 5 năm nay sau khi điều tra một vụ đột tử liên quan đến chất độc hồi tháng 3. Tuy nhiên, hoạt động của Kenneth Law đã thu hút sự chú ý của Cục Thực thi Pháp luật Vương quốc Anh từ nhiều tháng trước. Chuyện xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, cảnh sát ở quận Surrey của Anh đã liên lạc với Law về cái chết của một người đàn ông 22 tuổi, Tom Parfait, người đã tự kết liễu đời mình vào năm 2021. Trước khi tự tử, Tom đã dường như ghé thăm các trang web của Lor. Một cuộc điều tra sau đó về cái chết của Parfait đã làm dấy lên lo ngại về lý do tại sao lực lượng cảnh sát không điều tra thêm về hoạt động của Lor. Theo hãng tin CBC của Canada, cái chết của một người đàn ông ở thành phố Surrey, Canada, Neharaju, 23 tuổi, cũng có liên quan đến hoạt động của Lo. Lo cũng đang bị điều tra ở Mỹ, Úc New Zealand, Ý và nhiều quốc gia khác và được cho là đã gửi hơn 1.200 bưu kiện chứa chất độc hại. Một tiếp viên hàng không trên phi cơ riêng của Brigozin điện thoại về người thân rằng thấy lạ khi phi cơ đang được sửa chữa. Nga đã tìm thấy hộp đen của phi cơ chở trùm Wagner. Giới chức Nga thông báo đã tìm thấy hộp đen của phi cơ nghi là đã chở người đứng đầu Wagner rơi ở tỉnh Tiver khiến cho 10 người thiệt mạng. Điều tra viên đã tìm thấy các bộ lưu chuyến bay và đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Chúng tôi cũng thu thập các đồ vật cùng tài liệu quan trọng để xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn. Ủy ban điều tra liên bang Nga SKR ngày 25 tháng 8 đã thông báo, Bộ lưu chuyến bay hay gọi là hộp đen là thiết bị ghi trên phi cơ nhằm phục vụ điều tra các tai nạn hoặc những vụ việc có liên quan đến phi cơ. Bộ lưu chuyến bay gồm hai thiết bị là máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR và máy ghi âm buồng lái CDR. SKR cũng thông báo đang xét nghiệm ATN để xác định danh tính 10 nạn nhân trong vụ tai nạn. Họ chưa xác nhận trong số này có người đứng đầu của tập đoàn Wagner, dịp Jenny hay không. Nơi đây cũng cho biết sẽ chỉ định các cuộc giám định pháp y cần thiết và khẳng định các điều tra viên sẽ kiểm tra cẩn thận tất cả giả thuyết về những gì đã xảy ra. Một tiếp viên hãng hàng không có mặt trên chiếc phi cơ riêng của ông chủ Wagner trước khi phi cơ rớt vào hôm thứ Tư đã gọi điện thoại cho người thân để thông báo rằng chuyến bay bị quản do một số sửa chữa kỳ lạ. Cô Christina Rasbobova nằm trong số 10 người bị chết khi phi cơ la xuống đất ở vùng Tiva của Nga. Một người trong gia đình của người phụ nữ 39 tuổi đã nói với kênh Telegram rằng Cô Raspopova cho biết phi cơ phản lực Ampere đã được mang đi để bảo dưỡng hoặc sửa chữa một cách không thể hiểu nổi trước chuyến bay. Tuy nhiên, một nguồn tin khác được kênh này trích dẫn khẳng định chiếc phi cơ phản lực liên tục bị giám sát, khiến không ai có thể đắp bất cứ thứ gì lên đó. Và theo một nguồn tin khác nữa, các nhà điều tra của Nga hiện đang tập trung vào giả thuyết cho rằng chiếc phi cơ bị rớt do mang bơm trên phi cơ. Tin Việt Nam, cô gái 21 tuổi tố cáo bác sĩ xâm hại tôi như trầm cảm suốt nhiều tháng qua cô ntkt 21 tuổi cho biết bản thân gặp nhiều áp lực và bị trầm cảm suốt nhiều tháng qua mẹ của cô đang được chăm sóc tại nhà liên quan đến vụ việc cô thi 21 tuổi tố cáo bác sĩ c có hành vi xâm hại thanh tra sở y tế PA03 thuộc công an ở Sài Gòn và bệnh viện ung bướu đang cố gắng kết hợp để xác minh làm rõ vấn đề. Trao đổi với bài báo thì cô Tê cho biết sau khi sự việc xảy ra, bản thân gặp rất nhiều áp lực. Khi mẹ cô nhận kết quả chẩn đoán là bị ung thư, bác sĩ nói bệnh có thể hết và tiên lượng rằng tốt lên tới 95%. Tuy nhiên sau vài năm thì tình trạng của mẹ ngày càng nặng, ung thư di căn và xâm lớn khiến cho mẹ rất yếu, hiện đang phải ở nhà để theo dõi. Theo đơn tố cáo thì cô Tê cho rằng bác sĩ C si đã lợi dụng tâm lý lo lắng và muốn cứu mẹ bằng mọi giá của mình đã đòi cho vui vẻ, không chịu nhận tiền thuốc. Sau đó người này đã xâm hại tình dục cô vào tháng 4 năm 2023 lọ thuốc được bác sĩ C cho là chỉ bán trong nội bộ, có kê toa và giám sát của bác sĩ. Để giúp cho mẹ kéo dài sự sống thì cô đã phải đồng ý theo lời của bác sĩ. Và cô cho biết một người bác sĩ của bệnh viện khác khẳng định lọ thuốc này là dởm. Khi đó thì cô cảm thấy vô cùng buồn và tức tối. Cô đã đăng những tin tức này lên Facebook, sau đó gửi đơn tố cáo đến Sở Y tế ở Sài Gòn và Bệnh viện Ung Bú, nơi bác sĩ C làm việc. Mấy tháng trời qua, tôi như bị trầm cảm. Cô đã tâm sự. Người đứng đầu bệnh viện ung bú ở Sài Gòn cho biết mẹ của cô Thi là bệnh nhân ung thư từng điều trị phẫu thuật tại đây từ năm 2020. Nhưng suốt thời gian trên, mọi việc đều diễn ra bình thường. Sau đó thì bệnh nhân được điều trị tại khoa y học hạt nhân. Người trực tiếp điều trị cho mẹ của cô Thi là phó trưởng khoa, không phải là bác sĩ NQC. Sau sự việc này, thì ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu khoa tiếp tục liên lạc, theo dõi diễn tiến sức khỏe của bệnh nhân vì đây là trường hợp nặng. Trong đơn người tố cáo cũng cảm ơn bác sĩ và bệnh viện đã chăm sóc cho mẹ của mình, khẳng định phản ánh sự việc vì quá tức với riêng bác sĩ Si. Chuyện đúng sai đến đâu chúng tôi vẫn đang tiến hành xử lý và có hướng dẫn từ sở y tế. Người đứng đầu của viện ung bướu đã nói, liên quan đến loại thuốc Len mà bác sĩ C đã đưa cho Thi tại nhà riêng, đại diện bệnh viện cho biết họ hoàn toàn không có và không bán loại thuốc này. Sở Y tế ở Sài Gòn đã nhận định vụ việc có liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo nên làn sóng tức tối và phẫn nộ trong ngành y tế. Do đó, Sở Y tế yêu cầu phía bệnh viện xác minh làm rõ tin tức, tạm thời ngưng công việc của bác sĩ Si để làm rõ. Trao đổi với những bài báo trong nước, thì người đứng đầu của bệnh viện cũng khẳng định việc sẽ không bao che nếu như người nhân viên của mình sai phạm. Do vụ việc liên quan đến uy tín của bệnh viện và ngành y tế, bệnh viện mong muốn được minh bạch và rõ ràng. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Thân gửi hai bạn Hồng Loan và Bảo Lộc, mình tên là Hương Nguyễn ở Wichita, Kansas, là kháng tính giả trung thành đều đặn hai lần một ngày của hai bạn. Làm phiền nhờ hai bạn giúp mình tìm người dì, bạn của ba mẹ mình. Dì tên là Nguyễn Thị Ba, thường gọi là dì Ba Huệ. Trước dịch bệnh Covid-19, dì ở Westminster, Orange County, California, dì có hai chị con gái, chị lớn tên Thu và chị tên Ảnh, hình như là ở Long Beach. Em là Hồng Lan, con của ông Nguyễn Hữu Tình và bà Phạm Thị Lý, trước năm 1975, nhà ở 91 Cô Bắc, Sài Gòn. Sau này nhà đó, chị ảnh, con dì ba ở. Vào tháng 12 năm 2022, vợ chồng em có ghé Nursing Homes ở Westminster thăm dì, thì nhân viên ở đó bảo là các con dì đã đón dì về nhà ở rồi, họ không cho biết tin tức. Chị nhờ Hồng Loan, Bảo Lộc cùng quý vị giúp đỡ có ai biết chỉ dùm vì muốn hỏi thăm sức khỏe của dì hiện nay ra sao vì dì này cũng đã lớn tuổi. Số điện thoại là 316 214 4322. Trong giờ làm việc, nếu em không bắt máy kịp, xin vui lòng hãy nhắn tin, em sẽ gọi lại. Hoặc xin hãy email cho em là hươngnguyễn12622 at gmail com Bảo Lộc xin được nhắc lại, số điện thoại của Hương Nguyễn là 316-214-4322 và email là Nguyễn 12622 at gmail.com. Bảo Lộc và Hồng Loan kính xin quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, nay muốn gì đây Loan? Um... Black and white. <cười> <cười> Black and white, giống ừ. bài hát của Michael, của Michael Jackson. Jackson. À. Ừ. À, Đố đi ha. Đố nha. Ngày hôm nay đố mà đố sợ những cái câu đố hóc búa quá lòng ta là không được. À, sợ quá, hồi hộp quá. Đó đố cái đồ, câu đố đơn giản thôi nha. Rồi. Ok. Ngày hôm nay Lập sẽ đố loan câu hỏi về toán học. À. Toán học mà loại Thì... trung bình thôi, thường thường thôi. Hồi đó học toán cũng đỡ lắm á. Phải không? <laughs> đố loan. Khi nào... 10 không phải là 10. Khi nào mà 10 nhưng không phải là 10. Đó, à, toán học nha, vận dụng đi. 10 không phải là 10 hả? Khi nào 10 không phải là 10? Không phải 10 mẹ em đâu nha. Có nghĩa là nhiều hơn 10 hay thấp hơn 10? Không phải là 10 là mẹ em đâu. 10 mười... là 1. Hả? 10 là 1, có. Là sao? là mẹ em là chị mười á chị mười mọi <laughs> mẹ của hồng loan thứ mười nên là những cái chị con cháu nhưng à. mà có một người thôi chỉ có một người thôi ừ. đúng không đúng à. Câu đúng, đúng rồi. Ừ, có <laughs> khi nào mười không phải là mười à mười không phải là mười ừ thì là lớn hơn mười hả hay nhỏ hơn mười thì có nghĩa là không phải là mười mà lớn hơn hay nhỏ hơn có nghĩa là khi nào mười mà không phải là mười à trả lời đi đừng có kéo dài thời gian để mà suy nghĩ 4 3 2 1 Đã hết Thời gian trả lời Trả lời đi <laughs> Nhìn mặt tôi cười và vậy <cười> Hả? 10 không phải 10 à ừ. 10 không phải 10 Vậy 10 là 10, 12 được không Ví dụ như vậy Được tôi nói Khi nào 10 không phải là 10 Thì nhưng được không Cũng được <laughs> <laughs> Giống mua trái cây quá. Sao trái cây? Một chục á. Ừ. Mình đi mua trái cây mình ừ. kêu là bán tuần chục trái cây đi. Ừ. là mình lựa 12. Ngộ vậy, đúng không? Mà nhiều khi về quê á, ừ. một chục á không phải là 12 mà 14. 16. Rồi có miền quê còn 16 nữa. Vậy hả? Ừ. Khi nào 10 không phải là 10 chính là mua trái cây. <laughs> chính là cái chữ một chục đó cái à, chữ một, chục đó, chữ một chục, đó đó. chục đó à ở dưới miền tây này nọ đó thì hay kêu là bán cho tôi một chục đi bán cho tôi một chục đi ừ. thường một chục trong đầu mình nghĩ là mười nhưng mà không phải là mười đôi khi là mười nhưng mà đôi khi là mười hai mười bốn mười sáu cũng có cái khác nữa gì nữa mười không phải là mười mười là thu thủy là mẹ của lo <laughs> <laughs> thôi này gan quá dám kêu tên má vợ <laughs> Này nói chuyện chơi cho vui mà Đố cái khác Toán học đó quá dễ Toán học ghê quá Không <laughs> biết toán gì đây Chẳng hạn đi nha Cây ngang á Thì mình đốt Càng đốt Thì nó càng ngắn Đúng không ừ. Thuốc lá Mình càng hút Càng đốt Thì nó càng ngắn Đố ừ. loan Cây gì Càng đốt Càng dài Cây gì càng đốt càng dài bốn ba đốt gì đốt cháy lửa hả có cháy lửa không biết tiếng gì không đánh giận nha biết rồi <laughs> biết chỉ đốt rồi đốt. Ừ. nhưng mà chỉ đốt nó nhiều nghĩa lắm đâu đâu có nghĩa là đốt cháy không đâu đúng không có đốt cháy không cây gì càng đốt thì càng dài đó à. đốt cháy không đúng không biết <laughs> hỏi mà nó không biết là hiểu rồi à tôi không biết có nghĩa là không phải đốt càng ừ. đốt nhiều đốt đốt thì ngắn càng đốt à. thì càng nhiều tự nhiên dạ. bảo lộc nói cho mình nhớ tới câu chuyện cổ tích đó câu chuyện gì cây tre trăm đốt cây tre nào trăm đốt thì chuyện cổ tích thì phải về cổ tích thôi ừ thì cái cây tre nó càng nhiều đốt nó càng dài đúng không cái, cái mía cũng vậy nữa cái mía càng nhiều đốt nó càng dài ừ thì cái câu trả lời cuối cùng là cái gì Cây tre, cây mía Chính xác <cười> <cười> Gì cười Nói gì đâu Quề Quề được rồi Ok ngày hôm có nay hả? Có quề nữa hả à? nữa. Ở quê Ok, ngày hôm nay Lọc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Cứ chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. <cười> 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 tôi nói hai câu mà nói quê. Thích quê. <laughs> Xin lỗi quý vị, Võ Lộc và Hồng Lan cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh thua em, không phải quê, anh thua. <laughs>